Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Wow, các bạn ơi, một tuần trôi qua thật là nhanh. Và bây giờ chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình game show để chúng mình cùng giao lưu và xem cuộc chiến giữa hai đội rất là cam go và cũng không kém phần hấp dẫn. Vâng, bây giờ xin mời các em về chỗ ngồi. Ôi sao bữa này nhạc hay quá ta. Vâng, xin giới thiệu tất cả mọi người, DJ Kenji. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kenji. Như thường lệ, hôm nay bên cạnh DJ Kenji thì Up sẽ phải chọn thêm một MC phụ nữa. Có ai không? Không có Hailey rồi à? Nếu như mà chọn chị Hailey như vậy thì nó không công bằng với tụi em lắm. Anh phải thử thách cái gì chứ. Đúng rồi. Bây giờ Hailey cho các bạn một cái tài năng Hailey mà chưa bao giờ bật mí ở nhóm này luôn. Chưa từng bật mí luôn. Mình có một cái tài năng mà mình nghĩ là các bạn sẽ không biết đâu, là mình tính nhẩm rất là nhanh. Các em ra đề bài cho Hailey nào. Ok, 22 cộng 41 26. Wow. Ôi, nếu như chọn có phải là nói lên dùng 22 cộng 44 cộng bao nhiêu cộng bao nhiêu cộng bao nhiêu chứ 22 cộng 6 xong im. Ok, hợp thực hợp 5 số đi. 38, 79, 23, 45 và 18. 203. Ủa thật đó hả? Ủa thật đó hả? Uầy, không tin luôn á. Ủa là thật luôn đấy hả? Mình cũng không chắc là mình có thể làm được đâu, nhưng mà tài năng này nó vẫn chưa bị lụi tàn. Bà ơi, phục chưa? Phục chưa? Phục. Ôi các bạn, bắt đầu. Bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ chơi vòng mở màn có tên là hỏi nhanh đáp gọn. Nào, tập trung nhá. Bắt đầu từ bên này qua. Hôn vào không trung gọi là gì? Hôn gió. Em làm suốt ngày. Thôi được rồi, bắt đầu tiếp. Bệnh gì bác sĩ đều bó tay? Dạ bệnh gãy tay. Hôm nay mọi người lên đẳng cấp rồi, lên pro rồi. Tiếp. Con gì mang được miếng gỗ lớn mà không mang được hòn giỏi? Con sâu. Anh nào cũng trời ơi, giỏi quá. Tiếp này. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Dễ. Đánh răng. Tôi xin lỗi bạn, bạn đã suýt đúng. Nhưng mà tất cả là do Mon nhá. 5 chia cho 3 bằng 2 khi nào? Khi sai, khi tính sai. Kira, em sẵn sàng chưa? Ok, được rồi, của em. Thân em tựa bụi tre, mùa đông xếp lại, mùa hè nở ra. 5, 4, 3, 2. Quạt gì? Quạt tre à? Sai rồi, trời ơi. Cái này tôi thấy MC sai nhá. Thế đáp án là gì? Là cái quạt. Quạt với quạt tre khác gì nhau? Nó cũng nở ra rồi, sẽ bảo. Nhưng mà trong này nó ghi là cái quạt. Không, chị quyết định em thắng. Đúng, hôm nay trở đi. Em phải lấy lên mặt nào MC luôn. Chị, em thấy kia đâu. Em thấy đúng. Em thấy đúng. Rồi, đúng, ok. Rồi, 4 đấu 1. Ok, tôi nhận thua. Kira, tiếp cả giờ lời tiếp theo nha em. Có 3 người tự nhận nam là em trai của họ. Nhưng hỏi nam thì nam nói là mình không có anh trai nào. Theo bạn, 3 người kia là người nói, ai là người nói không đúng? 5, 4, 3, 2. Cả 3 đều gì? Đều gì? Đều nói không đúng. Đáp án của em suýt đúng rồi. Là cả 3 đều đúng. Yeah, không sao. Không sao. Ngon, tiếp đến em. Một người đàn ông đi trong mưa, đầu, mắt, mũi, miệng, ông ta đều bị ướt, nhưng tóc không hề ướt. Nhưng mà hô đầu, ông ta hô tóc. Một, được. Hôm nay ngon đẳng cấp nhỉ. Tiếp. Đến em. Đến chị. Em tên là Hana. Con gì đập thì sống, không đập thì chết. 1, 2, 3, 4, 5. Em biết anh ơi, em biết. Ai cũng hiểu, chỉ một người không nên. Không em, chưa được em. Trời ơi. Đáp án là con tim em. Trời ơi. Con tim, anh ở nhà mới học lớp 2 còn trả lời được.
không có tim sao em sống, đúng không em? Chuột nào đi bằng hai chân? Chứ gì là chuột Mickey rồi. Trời ơi, em á. Wow. Em xúc thần. Trời ơi, chưa cần đếm luôn á. Nào, Gina em, hãy kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, để tôi đọc hết ra nha bạn. Bạn đừng manh động, khán giả còn xem mà. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Dạ, ngày hôm trước. Ngày hôm nay. Không. Các bạn không để cho người ta nói. Đúng rồi, mọi người cứ đếm 5, 4, 3, 2, 1. Tôi phê bình nha, tôi là sẽ nghiêm khắc hơn MC. Bây giờ, trả lời lại. Trả lời lại là ngày hôm kia, ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt. Ha ha, sai rồi. Mọi người kêu là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, chủ nhật. Ba ngày, kể ra ba ngày. Đúng rồi, ba ngày. Rồi, thấy chưa? Tôi chưa đọc hết câu hỏi thì cô đã nhảy vào trả lời rồi. Yeah. Đi làm mà còn không đọc đề bài nữa thì thi thôi. Hả? Tôi phát đi. Rồi, next. À, MC ơi. Còn một người đúng không? Dạ vâng. Đây là em thứ nhất luôn á. Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng nhưng không có cơ thể. Tôi là ai? 5, 4. 4 cái 3 cái lưng 2 à, cái 1 cái bàn cái gì? Đúng rồi á. Đúng rồi. Hôm nay là winner vô cùng cả tháng. Cảm ơn. Bây giờ ai là người đã trả lời được 1 câu hỏi? Đứng dậy. Ai đã trả lời được 2 câu hỏi? Ngồi im. Anh nhận thấy chưa gì? Không nghe lời MC là thấy thua rồi. Luật của tôi là bạn nào không trả lời được thì sẽ bị vào đội não cá vàng. Nhưng mà tuần này đã có những người trả lời được tận 2 câu hỏi và có người lại trả lời được có 1 câu hỏi, nên những bạn trả lời được 1 câu hỏi sẽ về đội não cá vàng. Và bây giờ sẽ đến một cái vòng mà tôi cực kỳ thích và cực kỳ phấn khích, đó là vòng Crazy Challenge. Yeah. Và nhắc đến những thử thách thì các bạn khán giả có thể gửi về cho PA36 thật nhiều những thử thách, và PA36 sẽ cố gắng để đưa vào chương trình để cho các bạn thực hiện hết. Vòng 1 của Crazy Challenge ngày hôm nay sẽ là một thử thách hết sức cam go và tốn rất là nhiều calo trong người. Ôi. Các thành viên mỗi đội sẽ phải chơi lần lượt 2 trò liên tục: nhảy dây và đo hơi dài. Bên này các bạn sẽ phải nhảy dây liên tục 20 cái rồi chạy ngay lập tức sang bên này. Tôi nào đi vào trước nào. Đây nha. Bên này sẽ là bên nhảy dây và bên này sẽ là bên bạn. Chúng tôi sẽ chơi từng đội hết một lượt luôn để chúng tôi có thể đo cái thời gian. Đúng. Các bạn thở cho nó dễ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nghe kỹ vào nhé. Tiếng xì phải đều nha. Ghê. 21 giây. Đây là 22,16 giây, nhưng mà do tôi bàng hoàng quá với cái sức gọi là sức bền của Kira nên tôi đã bị bấm lỗ 1,16 giây. Kết quả là 21 giây. Tôi sợ tôi không được mở nổi 3 giây quá. Vòng đầu tiên, vòng nhảy dây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Trời ơi, tiếp nào em. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quá. Kina là 22 giây, hơn Kina. Chết rồi, nhóm này toàn là những người rất là bền. Chết rồi. Em nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vâng. 17 giây. Không sao, không sao. Và sau đây là tổng điểm của não cá vàng. 60 giây.
phút luôn. Đúng 1 phút. Giờ đến lượt thi của đội Chí Tuệ. Thì thế nào mọi người? Người này có thể là một mình 1 phút, còn bọn em là mỗi người một giây thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hồ lên. Lê hồ. Winner đã quá chăm lo cho thí sinh của đội mình. Các bạn, Anna nhìn rất căng thẳng. Cố lên. Wow. Yeah. Wow. 22,43 giây. Wow. Tạm thời, đây là kỷ lục cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Mon ơi, tôi thắc mắc là nếu mà bạn mặc cái quần này thì có nhảy được không? Hình như quần này chị thấy quen, hình như chị thấy mẹ em mặc nè. Nào. Kêu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qua đây nào em. Trời ơi, khuôn mặt thanh thản nhất từ trước đến nay. À, bạn đừng sờ nữa Winner. Đấy là do Mon bị kẹt. Tôi thấy là lúc đấy là Mon là bị Winner chọc vào ấy mà. Đúng rồi, em bị cười. Lúc đấy tôi rất muốn nhắc bạn là đừng có động vào bụng của Mon nữa. Trời ơi. Cùng Mon đã phì cười. Anh ơi, ví dụ bên này bao nhiêu giây nữa thì mới thắng? Đổi bằng này. 25 giây. Nếu mà Winner được 25 giây. Em ơi, em làm cái gì vậy? Bây giờ em báo hại anh rồi này. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhảy các bạn. Nhảy với tốc độ bình thường thôi tôi. 2, 3, 4, 5, 6, được mà. Bạn có nhảy thôi. Bạn nhảy quá chậm. Nhảy nhanh hơn. Sai tempo rồi. Đúng rồi. Nhanh kìa. 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lấy đấy, cái này là tốt hơn nhiều. Cố lên em, làm mạnh lên đi. 17, 18. Chị ơi, từ từ em tụt quần rồi chị ơi. Ok. 3, 2, 1. Kéo quần, à quên. Anh từ từ đấy anh ơi, từ từ lại đi anh. Ok, anh xin lỗi. Ủa giời, anh không biết dùng như nào đấy trời ơi. À đây, 3, 2, 1. Bắt đầu. Em ơi. Mình nghĩ các bạn khán giả cũng biết được là ai thắng rồi đúng không? Đội thắng cuộc đầu tiên là đội Nam Cấm ạ.